bùa cây trụ trước đi. Tất cả vô hết lông trụ nè. Phải giải bùa cây trụ là được à, nó không quấn được, không có bùa không quấn được. Vô lông trụ kìa anh em ơi. Tờ lông trụ anh em ơi, nó tan rồi kìa, anh em tập trung nào, còn lông trụ đó, tất cả tập trung lông trụ nào. Cái xe chạy vô lẹ trong cái trụ đi, đừng có đứng ở ngoài nữa. Nó chặn cổng anh chạy xe vô nó tự chết à. Trời ơi, nó vô lẹ mình luôn. Vô hết lông trụ nhanh anh em ơi, cây trụ còn nguyên kìa. Hào vô cái trụ. Tập trung anh em ơi, tập trung anh em ơi. Cứu trụ anh em ơi. Cứu trụ nào. Cái xe đâu rồi, cái xe chậm gì vậy trời. Xe ủi thẳng vô nó phản đam mà. Anh em chạy vô được, kiếm đường vô trên cổng 12 giờ chạy vô được đó. Anh Phúc đâu rồi, anh Phúc ơi, vô đây anh Phúc ơi. Lên lên hướng 12 giờ anh em, lên ngã 12 giờ tập trung ơi. Các mày lượm quá. Lên ngã 12 giờ ơi. Bỏ trụ đi, cũng đông quá rồi. Hai bàn rồi. Chào đoàn hai bàn ở đây tranh giành trụ cho. Nó quýnh tán lạng á, quýnh vô trụ luôn, vô trụ đi. Quýnh mạnh vô trụ ơi. Trụ vẫn còn của mình, thấy không? Trụ nó tự đập nhau à. Mày luôn. Vô hết đi. Trụ ơi, quýnh người cho mày chặn nè. Rồi, nó bật cái bó rồi quýnh người đi. Ủa cái xe kiểu này chết rồi, xe vô quá chậm rồi. Đứng chặn cổng anh em chạy hướng trên đó. Nó chặn kệ nó, chạy hướng 12 giờ luôn được không? Bây giờ bỏ rồi đừng chặn. Vô hết đi chủ ơi. Hôm qua bị kinh không, bị kinh gãy hai lần. Chú vẫn đang của mình nhờ anh em tập trung chú nào. Vô cái chỗ xe đâu. Đẩy ra đúng rồi. Trời ơi trời, cái xe giờ này mới lâu tốn đi ra chết rồi. Chờ cái chỗ máu đỏ rồi mới chơi đi ra. Ặt tay kiếm đường chạy vô. Anh em di chuyển ặt tay ra 3 giờ đây. Giờ ôm thẳng trong trụ luôn. Ôm thẳng trong trụ không có ra ngoài nữa. Gom vô tắt đổi đi. 6 giờ qua 9 giờ đánh xuống 6 giờ ơi. Đặt tay thôi. Đánh ra 6 giờ. Xe cứ ôm trụ thôi mày. Vô trụ ơi, đặt tay vô trụ lại cái đứa ơi. Anh Hòa đâu rồi, chạy xì ba cho em coi nó chung ở đâu để đánh, để nó tập trung đông quýnh khó lắm. Nga mi bút máu trụ ơi, Nga mi bút máu trụ ơi. 9 giờ, 9 giờ chỗ lần nữa. 9 giờ chỗ lần nữa. Quay lên 12 giờ. Quay lên 12 giờ. Quay qua 12 giờ, qua 9 giờ luôn, qua 9 giờ ép nó về 6 giờ kìa. Di chuyển đi. Anh em vô vô trọng hết nha. Rồi xuống 6 giờ đi, quýnh xuống 6 giờ. Quýnh mạnh xuống 6 giờ luôn. Má cái xe mình yếu quá, nó quýnh một cái chết hết xe rồi. Rồi gom về, gom lên 12 kìa. Nga mi ra chặn cổng một cái đi. 2 mang nó sợ đồng thật mày. Đứng chặn cổng nó Nhật ơi, nó hay ban chặn. Vô ơi, vô trụ đi, thì một số anh em cứ chạy vô lông trụ đi, đừng có đi ra cổng. Đừng có ra cổng, đừng có chặn gì hết á anh em, cho đánh đi. Nó lấy trụ rồi, nó lấy trụ rồi. Anh em về biển kinh. Cho chết. Thank you.
anh em cứ vô hết đi anh em ơi. Ôi chậu ơi, chậu ơi, thổ dễ gãy lắm. Bà này nó vô được rồi. Xong này rồi đi quét một phòng luôn đi Nhật. Ôi đi chậu đi anh em. Đánh gãy chậu lẹ mới đi được chứ anh em. Trời không có con anh độc bồi biết chừng nào mới gãy cho chậu. Tao quýnh chuyện này giờ cuối chết luôn á. Ô thiên chậu đi để một hồi bất tử nữa. Nó bảo vệ cho nhau á. Đắc đuổi đi ô thiên chậu. Tổng lực đường bóng ô thiên chậu hết em ơi. Xe lóc về là mang ơi. Ok vậy nha. Xe lóc về là mang ơi. Anh Phúc dắt xe dở quá. Chết một. Anh chỉ có thể ắt kính anh vào là được mà. Ắt kính anh vô cái xe nó tự động nó chạy đi kiếm anh à. Xe nó chạy cổng khác nó kiếm anh liền à. Kính ngủ à, trong xe nó tự lóc mà. Ở trong xe nó tự đi mà. Kính không à, không yếu quá mà. Không kỳ vậy. Ủa, nó tự theo hạnh phúc. Nó chạy nó tự kiếm anh luôn á. Nó chạy đường nào nó cũng kiếm anh được hết á. Anh cứ đi vô trong đi. Đánh mạnh lên 12 giờ vô châu ơi. Anh Thiệu ơi bỏ đi cho vô đi. Đánh mạnh lên 12 ơi. Đánh mạnh lên luôn chạy vô châu ơi. Em ơi Phương Tường chưa gãy nha. Ai ơi Phương Tường à. Anh không biết nữa. Nãy giờ là mấy cái thành nhỏ chưa có thành đầu gãy đâu. Quanh về Phương Tường. Bỏ đi không đi nữa quanh về đây quanh lại đây. Dương Châu của mình rồi. Ặc xe tất cả tập trung về Lâm An cho em nào. Chỉ ặc tay đi ánh thôi. Di chuyển về cổng 6 giờ về Tuần Tuần lên em. Bỏ đánh nó đi. Chủ luôn lấy gì à Nhật. Không có qua Phương Tường thôi, qua Phương Tường thôi. Đi vô 12 giờ đi, đi vô hướng 12 giờ đi. Má nó đồng ghê luôn. Sơn đang đánh đây nè. Gãy trụ chưa? Nó lấy trụ rồi đó, nó lấy trụ Phương Tường đó. Rồi vô quýnh trụ anh em. Động nha, chấp lấy không á. Nuốt nó đi. Nuốt cái gì nó có mấy hàng má hạt tan kiểu này mà hồi nãy quýnh trong chủ được cũng ghê chứ. Lấy ngựa đi Vương ơi. Đúng 6 giờ. Đánh mạnh cho 6 giờ về với Thành Đô luôn. Đi đi, đừng có lý tiếc nữa, một số ạc lý tiếc như vậy, đi là đi đi. Qua hành đâu ơi. Vô lông chỗ hành đâu luôn. Bạn nào vậy? Ơi bạn thần nó bất tử anh đâu quay 9 giờ. Chết cha chết cha, thần anh vào hành đâu tập trung anh em ơi. Bầm lắm. Thần anh vào hành đâu ơi. 12 giờ nè. Giật. Thần anh vào hành đâu mà. Thành phố đô gom lại không đi vô. Nhanh lên, tập trung nhanh lên. Hello nha em, cái ác này cùi quá, mình không chơi Hoa Sơn nên. Mọi người xem tạm nhá. Nó biết từ bé rồi chưa chơi Hoa Sơn bây giờ luôn. Không biết chị áo tù làm sao. Bo tay thật.
Ủa mình vô luôn á. Không, tại mình còn đâu, đứng yên ở đó đi. Quá trời người vô hết rồi kìa. Cái gì vậy? Trời ơi, vô trọng hết. Trời ơi, vô trụ luôn đi mấy ông ơi, chưa cái gì hết. Đánh cái đội hình gì kỳ vậy? Vô hết trụ đi. Trời, ưu tiên trụ quýnh cho banh gây gãy cái trụ đi. Tất cả vô ưu tiên trụ dùm cái năm độc bùa đâu, cát bùa. Năm độc bùa của mình lo đánh không vậy, lo cách bùa về một cái đi, đừng có đánh. Ưu tiên trụ kìa, tất cả ưu tiên trụ kìa. Mấy anh đừng vô lắm, ưu tiên trụ giùm em đi mấy anh ơi. Về anh em về đại lý ơi, di chuyển về 6 giờ rồi, 6 giờ về đại lý. Tương Dương nữa, Tương Dương chưa phá nha. Tương Dương cho hành xác ôm đi. Hành xác có về à? Không biết các tụi kia cũng phá rồi. Xíu anh em đánh á, khoảng những phút gì á, nhân ban á đứng đằng sau con đam nha. Chạy đằng sau nữa. Gom lại. Vô nè, đeo đường mòn nè, đeo đường mòn vô. Vô bên hướng 9 giờ á, bên trái á. Đi đường mòn bên trái nè, bên trái. Ngã tư đứng lại coi. Ngã tư 9 giờ đứng lại kìa anh em ơi. Đứng lại. Rồi đứng lại, đừng vô nữa. Rồi vô hết luôn rồi. Vô đi. Cái gì đâu kêu đứng lại mà anh em chưa gì hết chạy. Trời, anh em đánh tập trung em ơi nha, chỉ nào đi. Cái hạt tay của mình đông lắm á, mà hồi nãy mình quýnh, mình không di chuyển mình mới thua đó. Thiệt có cái hạt tay mình rất là đông mà anh em di chuyển đi chung chuyện. Năm đồng. Trời ơi, năm đồng cắt cái bùa bầu thủng rồi cái bùa cái tất cả giùm em một cái. Ông con năm đồng trai. Hoài cầm năm đồng của Hoài, khỏi cầm mà Tiểu Lâm đi. Bạn mình không có người cầm bùa, bực quá. Ủa sao tôi kêu là Nguyên nó cầm giùm em bảo nó không kìa. Đánh bên thương làng rồi. Anh em đi về Lâm An ơi. Thành 12 giờ về Lâm An về đây. 3 giờ đi, 3 giờ về Lâm An, 3 giờ. Thành nó tập trung thành cù Lâm An nha. Thành tập trung thành cù Lâm An số lượng lớn. Chạy đó, chạy đó. Vô đụng luôn á Nhật, đi đường đó là đụng á. Chạy đó, qua luôn. Trộm nè, vô trộm đó. Đừng sao vô. Rồi quạnh xuống dưới, quạnh xuống nền vào quýnh, cứu người. Đánh mạnh xuống nền lùi em. Đi người chờ người kìa anh em ơi. Bỗng à, quất. Đập đó. Gom lên nền bù ơi, gom lên nền bù cho xe được chung ơi. Rồi xe vô đi, gom nền bù lại. Gom hết thì thằng anh bầu quay đứng yên ngay, thằng anh bầu quýnh rồi cắt đuổi.
Thành Sơn kéo qua qua thần hình phụ luôn nhá. Thành Sơn với thần đều kéo quả nhá. Gom hết cho thằng anh bầu anh em gom lại một cục coi. Trời ơi, không cần dính bùa. Trời ơi. Quất cái bùa vô đầu nó. Quất cái bùa âm phục hồi á thì nhận kích á. Ai cầm theo nhận kích quất cái bùa âm phục hồi giùm em là được à. Nguyễn Kim Sơn anh ơi. Hai thằng luôn, đã tốn với thằng Tăng quýnh cái bùa âm phục hồi vô là nó chết à. Trời ơi. Quýnh bùa âm phục hồi vô, chó bơm máu cái nào cũng không lên đâu. Rồi gom xét vô đừng đuổi. Gom xe về đi em Phúc ơi, gom xe vô đi em Phúc. Xe đứng gần vô tay rồi đấy khỏi bị phá anh Phúc ơi. Anh em tắt đuổi đi. Kỳ vậy ta, tao cái auto xe mà anh tập auto xe mà tập trung chậm dữ vậy anh Phúc. Dút về coi, dút về. Tất cả di chuyển vô nè. Vô 3 giờ ơi, di chuyển đều luôn, tay đi trước xe đi sau lưng tay nè. Đi từ từ ơi. Người chờ người em, đi người chờ người đúng rồi. Đi từ từ đi mấy ông trước đi từ giùm cái đi. Rồi đi lên đi, lên lẹ lên đừng có hành con vắng. Vô tới cầu đứng lại ơi, tới cầu đứng lại. Vô ngã tư luôn. Vô ngã tư đi đi, anh đi đi, anh lo chạy theo cái tay đi. Ngã tư đứng lại. Ngã tư đứng lại. Gom xét vô ơi. Cái xe đâu rồi, cái xe cứ chạy đi, quẩy chạy đó. Anh cứ chạy ạc chính đi, tự động là ạc xe chạy heo anh à. Đứng yên ơi, cái gì đi vô chi vậy? À, đánh này. Anh em nghe, tập, lại nghe chị đạo tập trung này anh em ơi. Ngã từ 3 giờ đánh cái này sao sao đánh lại được khó thế? Cái gì đâu vô tới đây, cái mất tiêu ạc hết trơn luôn rồi. Nó đông lắm mà. Chạy vô cái thứ 3 giờ, 3 giờ đi. Đánh mạnh ra cổng, phá cổng ơi. Đấy đó. Hai thành mình có một thành chắc rồi, không có mất thành đâu. Bất tử biên kinh còn bất tử được đó nha. Được rồi. Không, không có bất tử, không có bất tử đâu. Đứng ngay cầu ơi, đứng hết ngay cầu ơi. Gom lại. Chu biên kinh còn bất tử em. Bất tử đâu. Gãy phút thứ 3 là 50 mà 50 đâu mà 50. Chủ của mình là bị gãy 40-50 rồi, lấy gì mà bị trên gãy 50. Đi đâu chủ nè, tất cả đi di chuyển đều cho chủ ơi. Ngã tư đứng lại, ngã tư đứng lại. Ngã tư đứng lại. Xe bị kẹt à. Võ Đang đi cùng xe đi, Võ Đang ơi. Ai ạ, Võ Đang thì đi cùng xe, giải bùa cho xe em. Xe đi vô luôn. Xe bà đi anh ơi. Xe đi vô ngã tư ơi. Anh Phúc làm ơn di chuyển cái xe đẹp đẹp giùm cái. Tay vô luôn, xe vô, tổng lực vô là. Xe ủi lên mạnh lên. Cặp bên phải, đi vô 12 giờ, đi vô 12. Đi lên 12 thôi, đi lên 12 thôi, lên 12 đi. Qua chính luôn, qua chính. Đi đều đội hình vô ơi, rồi cặp thứ 6 luôn. Cặp 6 đi. Đánh vô trụ. Ủi mạnh vô trụ, tổng lực đi vô trụ cho em. Đó. Đúng gì đó. Tay đánh lên 12, xe đứng trụ luôn.
Quýnh gãy cái chậu ra, em cắt cao cho chậu. Vô chậu đi. Đó, ôm đi chậu đi, xong rồi. Ôm đi chậu ơi, anh không cần đánh người nữa đâu. Lại nó quay gì nó quay, mình cứ ôm đi chậu đi, chậu em mọc mà. Lâm An với cậu bất tử nè. Dũng gia cộng 3 giờ, Dũng gia chẳng cộng 3 giờ, tất cả Dũng gia cộng 3 giờ, tất cả Dũng gia cộng 3 giờ. Dũng gia cộng 3 giờ đi, bỏ trụ đi. Đánh một tô nữa gãy nè. Gia cộng 3 giờ, bỏ chạy vô đi, đánh ra ngoài chứ vậy mấy ba. Anh muốn chạy đi vô đi. Dũng hết cho cộng 3 giờ, Dũng hết cho cộng 3 giờ đi. Đứng ngay cổng 3 giờ đó. Ừ. Xe vô đi. Đó, anh tự chạy chính xe nó tự đi theo phải không? Cổng 3 giờ nha anh ơi. Cổng 3 giờ nha anh nè. Tại đó đứng ngay cổng đam vô, đứng ngay cổng đam vô, đứng ngoài đam vô. Rồi, đẩy vô luôn, đẩy vô lên, gạt tay nó gãy rồi, đẩy vô trụ. Rồi, hai kia chặn cổng tiếp anh em. Đẩy vô trụ luôn. Vô trụ đi. Toàn bộ vô trụ. Tất cả vô hết trụ, quýnh luôn cái trụ ra. Quay lên 12 cặp vô, quay lên 12 quýnh cái xe đó. Quay lên 12 nè, đánh qua 9 nè, đó, quay qua 9, rồi quýnh vô trụ. Quýnh vô trụ đi, ủi vô trụ, ủi thẳng vô trụ, cái xe chạy. Cái xe chạy vô trụ lấy phản đam người ta. Rồi. Xe phải chạy vô trụ, ulti boss. Hai ulti boss đi, 5 đồng cách hồi cái. Rồi, ulti boss đi. Chú ý nè, vô lấy trụ là. Vô lấy trụ là cái xe phải chạy vô trong trụ. Ulti boss nhanh đi. Để nó bất tử. Đánh mạnh ra 3 giờ, đánh mạnh ra 3 giờ, tay xe luôn, bỏ trụ đánh mạnh 3 giờ đi. Đẩy mạnh ra luôn. Hello anh em, mọi người xe dùm mình nhỉ. Đẩy ra cổng luôn. Xe cái like dùm mình nữa. Xe đứng trụ đi, tay đẩy ra. Đẩy động lực làm sao còn like. Từ từ mấy người trước, từ từ ơi, đứng ngay cổng, đứng ngay cầu, đứng chặn cái cầu ơi. Vô trụ, tất cả chúng vô trụ. Không cho nó cáp trụ nữa, đi vô trụ đi. Vô trụ hết đi anh em ơi. Vô hết trụ đi. À, làm ơn chạy á, anh Hòa chạy theo cái đội của nó giùm em à. Tụi nó chạy tới đâu anh chạy tới đó, máu đi để bị đánh úp công à. Có vô trong hết anh em ơi, đứng chi quá trời vậy. Vô ôm cái chậu mấy thằng tâm huyết lại leo ngoe này nữa. Cái bài chặn được rồi. Đứng đứng ở trên thẻ, đứng ở trên tạt xuống á Phương Anh ơi. Vô trụ đi từ. Anh trả tên cho em anh Thiên Dương á, chạy vòng vòng đó anh ơi. Ở đứng cổng rồi anh ơi. Mấy nay đừng mong bà bãi sư thưa ra đây. Ở ngoài cổng thành phù sao rồi. Mấy anh em khi nãy PM em vào vào cái phòng phòng 8 như này đi. Rồi để coi thằng thành phù giùm. Xe, tập trung xe hả? Nó đông lắm á nha Nhật, nó xe với tay luôn á nha. Thành phù á. Tầm
60 bè đó. Đặt bơm lên em, đường môn đặt bơm, đặt mỗi mỗi chỗ cục rồi đó, đặt ơi, đặt nhiều lên. Dúc vậy hết Long Trụ ơi, ạc tay mày đánh đều vô coi cái gì đâu. Trời, cái ạc Thiên Dương trả tên cho em đi vô đi anh ơi. Mai mốt đừng chặn cộng ít thôi. Hai ạc chặn hơn ơi, vô chậm hết đi anh ơi. Tất cả ạc tay đi ra ngã tư 3 giờ dùng đâm. Tất cả ạc tay ra ngã tư 3 giờ dùng đâm, ạc tay nhanh lên ra ngã tư 3 giờ dùng đâm. Thằng đam chết. Bỏ đi, đều chạy cho đi, chạy cho đi. Nó nha, vô. Đứng đi, dòng đam đi. Xe đẩy lên, xe hỗ trợ cho ai. Trời, mình banh hết rồi kìa. Gì mà tan hết rồi kìa. Rồi hai hạt đó, chặn cổng tiếp anh. Dạ, con Nga My Thảo Linh ra cái cổng kìa. Mình chết hết rồi. Bọn em vô hết đi, cứ hàng nó chết của em ơi. Hay lắm, nó vô hết rồi, nó vô hết rồi. Anh Phúc chết thấy gì á, xe nó chạy ra ngoài hết rồi kìa. Đi vô đi anh ơi, xe nó chạy ra ngoài hết rồi kìa. Trời ơi là trời. Để cũng không dám đầu tư nữa. Để chủ yếu tuần cuối thôi, tuần này chỉ đánh chơi chơi vậy. Rồi 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 được. Đánh thử nè, không biết rồi. Đi vô đi anh ơi, xe vô hết chủ ơi. Đi vô đi. Nhân tình chủ đánh chủ nào. Hai hạt nói chậm chậm thôi. Chạy nó vô hết chỗ đi, vô hết chỗ đi. Vô hết chỗ đi anh em ơi. Xe bị kẹt anh Phú ơi. Tất cả chúng vô hết chỗ ạ. Ặc tay ra ngã 32 giờ dùng đam, ặc tay ra ngã 32 giờ. Ặc tay gom lại ngã 3, ngã 3 lại trong ô vuông nè. Ô vuông. Rút về không có dao mà ô vuông. Rút về đi, tắt đuổi đi anh em. Tổng lực đi vô hết Long Trụ ơi, tay xe vô hết Long Trụ. Em ơi, Viện Tinh có thể biết. Viện Tinh bất tử nha em, cẩn thận Viện Tinh bất tử nha. Không có bất tử đâu. Viện Tinh bất tử. Ặc tay. Ặc tay đứng qua bên ngã ba 12 giờ rồi. Đứng qua bên trái, xèn qua trái nè. Xèn qua bên trái. Xèn qua trái cho người ta vô. Nó chạy kìa, trời ơi trời, kêu sèn. Nhúc về, nhúc về, nhúc về. Long ca vô. Ủa người ta đi hẳn vô. Long ca ơi, hai hạt chặn hơi anh ơi. Ặc tay lên 11 giờ, lên 11 giờ. Qua 9 giờ đó, ngay góc 9 giờ, sèn lên trên bên phải. Cho người ta vô, nhúc vô. Không có ra khỏi ngoài 9 giờ. Hắn đang kinh hồn. Qua 9 giờ, qua 9 giờ, quay xuống 6 giờ, qua 9 giờ, đi chuyển xuống 6 giờ, đó, đẩy vô, đó, vô cái góc rồi kìa. Đó, kẹp vô, đẩy mạnh vô góc luôn, ạc xe chạy vô góc coi. Ạc xe chạy vô đó, kẹp được rồi, vô thế quýnh rồi. Chạy vô cái góc kìa. Thấy chưa, nó bị dụ vô thế rồi, quýnh đi. Rồi, giúp vô chủ. Thằng Anh Sơn qua sang cửa đây đó nha. Vô chủ. Chở vô hết anh em, để hai chặn cổng rồi. Điện kinh làm gì bất tử nữa. Má hồi nãy đéo bao giờ luôn. Ặc tay, tất cả ặc tay, giết 3 giờ. Chủ này kim, chủ này kim, anh em cố thủ nè. Bây giờ mà bỏ trụ là nó vô nó cắt máu. Đủ thiệt, mà bây giờ mà bất tử Điện Kinh thì mình lại mệt. Khó quýnh. Nãy không có canh giờ, không ai canh giờ được hết. Bất tử á, Điện Kinh bất tử chắc chắn luôn mà. Nãy đâu đánh gãy trụ đâu. Đánh gãy rồi. Thằng anh Thư số lượng lớn kìa. Dạ
lại cho tập trung đi anh em, gom vô đi. Hiểu. Đông quá mình bỏ. Gom hết vô chậu ơi. Anh em chết tự kiếm đường đi vô trong chậu chứ không cần đi ra khỏi chậu đâu. Hay lắm, hay lắm. Như một vị thần. Cái gì kỳ vậy chờ? Anh Dương chạy theo nó coi nó di chuyển tới đâu anh Dương. Ok. Thôi để anh Hòa đi, anh Hòa đi, anh Dương ở lại chậu đi. Di chuyển vô tới đâu? Vô tới đâu rồi anh Hòa? Nó di chuyển vào cổng, đến câu rồi, bỏ chậm trọng, bỏ chạy ngã ba giờ vòng đâm, ngã ba giờ ngã ba, tôi chạy đâu ra ngoài đam với người ta chi đó, thua là thua cái đó đó. Lui nhẹ vô lui về kiểm soát cái trong này, ở trong quân vuông nè, đó đứng trong quân vuông là không nhìn ra đâu. Buộc cho nó về đánh Điện Kinh luôn. Cho nó lên đây, quay qua 9 giờ, anh em đi chuyển qua 9 giờ đây. 9 giờ bỏ đi, cho nó tự ủi vô qua 9 giờ, đánh lên 12. Tay đâu hết rồi. Bỏ cho chết, tất cả bỏ cho chết, về Điện Kinh. Cho lấy Lâm An đi. Về lấy Điện Kinh anh em ơi, bỏ cho chết tình, cho lấy Lâm An đi. Tăng anh vào Điện Kinh tập trung. Rút về Điện Kinh em ơi. Đem xe về Biển Kinh luôn Phúc ơi. Đem xe về Biển Kinh luôn. Xe chạy về Biển Kinh đi Phúc ơi. Chạy Dương Châu về nè. Khỏi tông chạy luôn đi, chạy bộ về đi. Trên mình vô 12 giờ Pháp Nhật. 6 giờ tầng anh bộ Biển Kinh mà. Rồi từ từ đã, để bảo trận cổng. Vô ngã từ 6 giờ. Vô đây, chạy vô đây. Trận cổng tiếp nha, anh Thiệu với Phương Anh ơi. Vô ngã từ luôn. Ngã từ tập trung nè, đứng lại, ngã từ đầu tiên nè, ngã từ vừa vô cổng có ngã từ đó. Cái gì đâu nó ra kìa, ủi vô đi, trời ơi, nó có len qua dài ăn mà nó ra cái gì, ủi vô. Ủa vô đây nó hết lực rồi. Ủa vô chậu đi. Quay 9 giờ. Xe còn đông lắm. Lên 12 ơi, quay xét cho chậu. Quay xét cho quay chậu. Lên 12 đô. Quay qua 3 luôn, qua 3, sàn qua 3 ơi. Sàn qua 3. Sàn ngược thì 9 luôn, sàn ngược thì 9 giờ. Rồi. Đứng đi. Ủa thiên chủ đi anh em. Chỉ có đồng mô đi tinh chủ đâu, còn đâu đứng ngoài bảo vệ nào. Đồng mô đi tinh chủ hết cho em ạ. Rồi vô chậu quay.
giờ á, vô nếu vô đứng đứng ở đây xíu nè, đứng đứng ngoài sao, đứng ngoài quá nó chết á, đứng ngoài đứng đây, đứng ngoài đứng ngoài. Đứng vô xíu đi Phương à, đi 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 vô chỗ nha mày đứng anh ơi. Ấm chỗ quay. Đúng rồi, thích nhẹ đó đó. Đúng rồi, đó. Ra ngoài cổng coi nó đập trúng đâu rồi, ra làm bộ xe nó vô. Bỏ anh ơi, chạy 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 chạy. Chạy anh đây nè anh. Rồi xe đứng vào thẳng giữa lông trụ luôn đi anh ơi. Rồi mình ra chặn tiếp anh ơi, mình ra chặn tiếp, xe nó vô rồi, chặn tiếp. Hay lắm anh ơi. Mấy anh em không có phân xử, cứ vô đi anh em ơi. Quay về trụ, quay về trụ, quay về trụ. Anh em không đánh nhạc lẻ à? Tổng lực gom hết vô cái trụ ơi. Anh ơi, cái trận động rồi. Hết máu luôn. Ui. Chạy nó gom cái trụ ơi. 12 giờ tay hả? Long ca vô chổng anh Long ca ơi. Để anh em đây rồi anh ơi. Anh Thiệu cầm mặt anh Long Ca. Anh Long Ca không online. Cổng nào? Bỏ 6 giờ nó vô, 6 giờ nó vô anh em chặn, anh em chặn cổng bỏ đi. Đúng rồi, chạy anh đây. Nó vô đi. Nó vô đấy ngã ba 6 giờ nha. Giật ơi. Ôm chậu đi, ôm đi cho nó vô đi. Chạy nó ôm. Nó vô tới rồi đó. Giờ cứ ôm cái chậu đi, nó vô cậy đó, nó đánh đâu có gãy được mình đâu. Nó vòng qua ba rồi em ơi. Nó vòng qua ba rồi. Anh em mình chặn cổng tiếp em đánh ơi. Đánh qua 3 giờ đi, anh em đánh qua 3 giờ, nó qua mấy giờ, đánh mấy giờ, đâu gì đâu. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, em coi tình hình nha. Chậu gom chậu đi, gãy chưa hả? Bỏ xe đông lắm. Bỏ đi anh em ơi. Xe nó vô tới. Tay đứng ra cả ba, tay ra ô vuông 6 giờ vòng đam, tay gom lại ô vuông không ra ngoài. Trong ô vuông vòng đam thôi. Đứng vòng đam là mình đứng chặn người ta ra ngoài chi. Sáu giờ nó vô luôn á nha, 6 giờ nó vô luôn á nha. Đứng yên vòng đam thôi. Tập trung 6 giờ. Xích vô nè, mấy ông đứng ở trên trước nè, lui về ơi, đứng ở trong ô vuông á. Nó đang nhích vô từ từ á, nó đang nhích vô 6 giờ từ từ á. Cho nó nhích đi, sèn qua, sèn xét qua bên tường phải ơi, sèn tường phải. Sèn qua phải vòng đam, không có di chuyển lên. Gom lại vòng đam lên, không có di chuyển. Ừ. Ai vậy? 6 giờ. Bỏ thì mình được đánh nữa, mình làm nó mình có làm chết tôi. Bỏ đi, đi rồi. Còn 5 phút đây, em cứu đây nè. Nè, có anh phải nè. Không có gì kinh đâu. Nó vô rồi nha, nó vô rồi nha. Nó đi vòng đam đi cho, ủi vô, sẹt qua anh phải, sẹt qua góc phải hết rồi. Không có đứng bên trái, đứng bên phải hết luôn. Ừ. Cho nó đi bên trái vô. Đứng bên phải đây, ừ. Đó. Đứng yên đó. Coi làm được gì. Chưa nó đúng. Đắc nổi vậy. Cổng ơi Phương Anh ơi. Đẩy ra. Đẩy ra cổng luôn. Ra tới cổng thôi. Hết máu luôn rồi. Từ từ hết máu. Hai anh cổng tiếp đi.
Thần nữ em có không? Vào đâu? Anh em đánh ra cổng đi, đánh ra thằng bầu quên em, tổng lực tay đánh ra thằng bầu quay. Giờ bỏ trụ luôn hả Nhật? Má chiếm trụ. Bỏ trụ luôn. Bỏ trụ luôn, bỏ trụ luôn, đánh ra thằng bầu quay. Thằng anh bầu biên kinh 100% nè, xe đâu rồi, vô lẹ đi anh. Xe chạy vô lông trụ biên kinh coi. Tay vô trụ á. Bên kinh đây có ai không? Bên kinh của mình mà. Vai cả lường. Kinh của ai? Ông nào? Ủa sao trụ? Sao trụ hết máu à? Xe vô trụ bên kinh. Tay đứng là thành phố bên kinh. Tay ra thành phố bên kinh ơi. Xe vô trụ. Cho một ác lên sờ pi cổng Dương Châu đi em ơi. Anh Hòa lên cổng Dương Châu. Cổng Dương Châu cũng phải chặn rồi anh ơi. Anh nào ở trên đấy thì báo nha. Mẹ Biệt Kinh không vào được nữa đâu, Biệt Kinh đông lắm rồi. Tay về Vũng Tường, tay về Vũng Tường nhanh nha. Đừng có tham em ơi, ôm cái Biệt Kinh đi. Tay qua Vũng Tường. Xe ở miền kinh cho em ơi, xe đứng trong miền kinh đi, báo tình hình. Bên kia nhổ, bên kia nhổ, em cứ đi. Vô trụ luôn, vô không, vô 12 giờ, cái từ 12 giờ nhanh lên. Chết, canh cổng Dương Châu kỹ kỹ nha, thần nó qua đó. Ăn trụ luôn, vô trụ ăn quần trụ luôn. Ưu tiên bớt nè. Đổ về ưu tiên bớt đi. Đồng đâu rồi, vô cáp lẹ giùm em một cái. Ai không thầy FB còn sống rồi á. Đang đọc bùa, đang treo xe rồi. Thằng anh bầu biến kính sao rồi? Nhúc về biến kính, nhúc về biến kính. Nhúc về biến kính, nhúc về biến kính. Nhúc về biến kính. Đánh lên Dương Châu luôn. Rồi giúp về bên kinh đây, giúp về bên kinh đây. Biển Kinh 1 phút sợ cái gì? Giúp về cái đây. Ai đánh đó? Xem thằng Hành Sơn. Thằng Hành Sơn nó bảo đánh mình cho nó đánh gì đâu. Ai thành đó không lấy nữa. Mệt quá, về thành bên kinh đi. Ai thành đó không có lấy. Anh em về Biển Kinh như nào? Nó vào kìa, nó vào kìa. Nó vào chú. Tham quá. Ai đâu mà vô. Có mấy thằng nó vừa phi vào xe anh ấy. Lấy hai thằng rồi không lấy nữa. Đừng có tham. Lỗ đầu bị lắc á. Đứng đồng quá. À tuần này mà không có thần hành phù chạy mới tay quá. À hôm nay là đánh chơi chơi vui vui vậy. Hôm sau mình vô ác hơn nữa. Hôm nay đánh thử lực. Đánh thử rồi. Anh Hiệu với Phương Anh hoạt động tốt lắm nha. Dẫn cổng quá hay luôn. Đánh như thiên đế. Bé Sở Tinh đang vào thăm kìa. Rồi. Rồi, ok. Cảm ơn anh em. Chúc mừng bạn. Hai anh à, đi chung với tay quá đấy. Hạnh phúc cũng hay quá anh ơi. Trời. À, mình top giết người luôn, phải chè thiệt 350 mấy luôn. Sao ban thần không vô đánh Biện Kinh ta, ban thần chơi chiêu rồi. Ôm Lâm An rồi để cho hai ban đánh Biện Kinh ta. Có đánh thiên tử không? Thứ hai thiên tử nha. Có thiên tử anh ơi. Kèo to thiên tử nha. Thiên tử mình đánh ông lợi đâu, thiên tử nó hai ban mình đánh sao lợi. Ủa mình vô tầm chín mấy hạt được mà nhớ gì đâu, nó có vô thêm được. À Hành Sơn nó vẫn ra cái chân dương không? Thiên tử chơi luôn đi, quất đi được rồi.
Over. Máu quá vậy? Có mấy kẹt công lôn gì không? Có nhờ, để tuần này phải làm cho mấy hạt công lôn lên chục cái sáu anh. Xong thoại nhờ băng hội ma chiếm Phượng Tường, Biện Kinh, Thần chiếm Lâm An, Dương Châu, Đại Lý, Hành Sơn, Tương Dương, Thành Đô là Bao Tâm Huyết. Hôm nay họp lại các anh em.